channel của mình là David Vlog. Và hôm nay mình sẽ đập chú này lại một quả bóng nước. Trời ơi, nay dắt xe ra đi làm, hôm nay xe nó sẹt lép rồi. Đây nè, thấy không, bạn thấy không? Sẹt lép rồi, bớt thụng thụng rồi đó. Giờ thì mình phải xử lý nó mình mới đi được các bạn ơi. Giờ mình tìm cái chỗ thủng thôi. Để mình lấy cái rồi, sẽ tìm cái chỗ lủng rồi. DVT Vlog là ai vậy? Là anh Toàn hả chú? Anh ai? Anh Toàn. Ủa chú, kính chú tên gì? Kính chú tên gì? Chú đâu có làm vlog đâu mà kênh. Đây các bạn, gia đình chào bá nè. Bạn thấy không? Tắt rồi chú. Đó, bây giờ mình sẽ tìm đồ mình xử lý nữa. Này mình đang ở nhà luôn các bạn. Nhà mình thì đồ nghề tùm lum. Một cái kìm. Thì mình sẽ chuẩn bị ha. Kìm. Vuông vít. Rồi. Đồ nghề mình chuẩn bị đây các bạn. Hai cái kìm ha, kìm này để rút đinh ra. Một con vít này để mình nhét cái nó cho vào. Mình sẽ không sử dụng cái này nha các bạn. Cái này thì nó dở lắm. Cái này mình sẽ không bao giờ sử dụng cái này. Cái này hồi xưa mình mua về mình thường sử dụng, nhưng mình giờ mình sẽ không sử dụng cái này nữa. Đầu tiên mình sẽ móc cái đinh này ra đây. Sẽ lấy cái đinh này ra nha. Tắt rồi chú. Không, nó tắt màn hình thôi con. Wow. Dài vậy nè các bạn. 3 phân ạ. Dính nguyên cái đinh 3 phân luôn, chạy mòn luôn, giờ nó sập lép luôn nè. Bóp thụng thụng nè. Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây này nè. Mình sẽ đâm cho vô luôn, mình vặn nó cho vào luôn ha. Vặn nó cho vào luôn. Nhưng mà trước khi vặn cho vào bạn phải cắt ngắn xíu nha, tại này nó quá dài, đi quá dài thì chạy có nguy cơ là nó đụng vô trong. Sẽ cắt ngắn đi xíu. Cắt ngắn khoảng chừng, còn lại khoảng chừng 2 phân thôi bạn. Như vậy thôi ha. Đó. Ok, mình sẽ cắt luôn. Rồi bây giờ dài quá các bạn ơi, không cắt được à. Bây giờ mình cạy luôn đi. Giờ mình sẽ tận dụng, mình sẽ chét cái này vô một lớp keo. Mình sẽ vặn con vít. Mình sẽ sử dụng cái keo này ha. Keo này keo không biết còn xài được không nữa. Rồi thối hẻo luôn. Rồi không còn miếng keo nào luôn rồi các bạn ơi. Còn miếng keo. Chú kinh chú tên gì? Chú coi kinh gì? Chú kinh thế. Dạ, còn các bạn. Chú đâu có kênh gì đâu. Chú làm kênh không chứ làm chưa? Chú đâu có làm YouTube. Chú làm chơi vậy thôi. Chú rảnh chú làm chơi. Chú rảnh mà. Chú làm kênh luôn chơi chú. Rồi. Chú làm kênh thì chú lên tiếp luôn. Các bạn chét miếng keo vậy, các bạn dặn vô thôi, dặn vô lại cái chỗ này thôi. Giờ mình không cắt nó được rồi, mình dặn dài luôn đi. Nha, và mình đảm bảo các bạn là xài là không bao giờ xì luôn. Nghĩ hết pin rồi. Bảo đảm các bạn là không bao giờ bị xì đâu. Đây, vậy là ok đó các bạn. À, bây giờ mình sẽ bơm bánh xe lên. Trời ơi, cứng.
xẹp đang giá xe. Đừng có đụng vô đó. Rồi. Trung tâm này chạy lên luôn. Chú này nó là món tắt này chú. Nó tắt này chú. Trời ơi. Đã quá đã. Một chút bọc lên thôi. Rồi xong rồi các bạn. Xong rồi các bạn. Đó, về gì là mình chạy có thể chạy vô tư các bạn. Ở bánh trước mình cũng đã từng làm đây nè, rồi mình kiểm chứng đây nè. Để mình quay cho các bạn xem bánh trước nè. Bánh trước này mình chạy là khoảng 7-8 tháng nay rồi. Đây. Bạn thấy không? Đây quay chật ngược sáng không thấy. Đây. Đó, cái bánh trước này mình đã từng làm giống như trường hợp đó và mình đã chạy 7-8 tháng nay chưa xì ha, và cái đầu ốc này nó mòn luôn rồi ha các bạn. Đầu ốc này nó mòn nó láng luôn rồi nè. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bạn xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.